Thời gian gần đây, Kỳ Duyên liên tục trở thành cái tên hot trên báo chí và cộng đồng mạng khi vướng phải nhiều scandal không đáng có. Trong khi nhiều tai tiếng chưa kịp lắng xuống, thì Hoa hậu Kỳ Duyên lại tiếp tục khiến công chúng lại thất vọng khi lộ ảnh say xịn tại quán bar. Dù chụp ảnh khá mờ, có thể thấy cô gái trong ảnh khá giống Hoa hậu Kỳ Duyên. Thậm chí, người đăng còn viết, đã có một lần thấy cô say xịn ở Bùi Viện, từng lên báo chí mà bị ném rồi, hôm nay lòi cái mặt chuột ra. Qua bức ảnh thấy rõ, mỹ nhân Nam Định có buổi đi chơi cùng nhóm bạn, tuy nhiên Kỳ Duyên lại biểu hiện mệt mỏi, bơ phờ giống như một người đang say rượu. Những hình ảnh Hoa hậu sinh năm 1996 gây nhiều luồng tranh cãi của dư luận. Nhiều ý kiến lại cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên là người trưởng thành. Nhưng việc một Hoa hậu đại diện cho nhan sắc quốc gia lại bị bắt gặp trong tình trạng như thế này là ảnh hưởng đến hình ảnh của cô, nên méo mó trong mắt công chúng. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Kỳ Duyên lại khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi vướng phải scandal trong thời gian ngắn. Cách đây vài ngày, chân dài 20 tuổi cũng bị chỉ trích vì đi họp báo muộn. Trong vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam năm 2016 ở khu vực phía Bắc, sự việc Kỳ Duyên phì phèo hút thuốc lá tại nơi công cộng lại được lên án gay gắt. Ngay sau sự việc trên, Kỳ Duyên đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, trạng thái này của người đẹp 9X không được cộng đồng mạng hài lòng. Nhiều người cho rằng đương kim Hoa hậu Việt Nam vẫn chứng nào tật nấy, không biết rút kinh nghiệm dù mắc phải vô số scandal trong thời gian đương nhiệm. Thậm chí có ý kiến còn đòi tước vương miện của chân dài 20 tuổi này.